Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN được xây dựng và hoàn thiện vào quý 4 năm 2014 khi giá dầu trung bình ở mức cao 100 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, những năm gần đây kinh tế thế giới có nhiều biến động lớn, xu hướng chuyển dịch năng lượng diễn ra nhanh, mạnh mẽ. Đặc biệt, giá dầu suy giảm kéo dài tác động sâu sắc đến thị trường dầu mỏ. Trong bối cảnh đó, cần thiết phải cập nhật chiến lược của PVN phù hợp với tình hình mới. Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển Petro Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Đến nay, qua 5 năm thực hiện chiến lược, tình hình thực tế của lĩnh vực dầu khí so với thời điểm xây dựng chiến lược đã khác rất nhiều, theo hướng thuận lợi ít đi, khó khăn, thách thức nhiều và gay gắt hơn. Công nghiệp dầu khí thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng từ nửa cuối năm 2014 đến nay, khiến giá dầu xuống còn 1/3 so với 5 năm trước đó. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, cuộc khủng hoảng năng lượng do cú sốc của tác động kép từ dịch bệnh COVID-19 đã và đang tiếp tục tạo ra những biến động lớn đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường dầu mỏ quốc tế. Trước tình hình nhiều biến động lớn và đầy khó khăn, lãnh đạo PVN nhận định việc cập nhật chiến lược là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến định hướng phát triển của tập đoàn trong những năm tới. Do đó, PVN cần tập trung nghiên cứu, xây dựng, góp ý hoàn thiện chiến lược sớm nhất, trong đó lưu ý đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp để hiện thực hóa việc triển khai chiến lược, tạo động lực cho tập đoàn phát triển ổn định, hiệu quả, an toàn, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh của tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước.